Xin chào mọi người nha, hôm nay mình sẽ xào đậu ve với vỏ dưa hấu với thịt chay ăn nha mọi người. Thì cái món này là mình tự mình cũng như mình có cái gì mình xào nấy mọi người. Mình thấy vỏ dưa hấu mình xào ăn cũng ngọt lắm luôn á. Mình làm dưa cũng được, mình xào cũng được nữa. Cho nên hôm nay mình sẽ xào chung với đậu ve này và thịt chay á. Thịt chay thì này mình đã ngâm nước sẵn rồi. Đậu ve thì mình cũng lật sẵn, vỏ dưa hấu mình cũng sắc sẵn nha mọi người. Gồm có vỏ màu đỏ và vỏ màu vàng. Á, thì hành, ngò và ớt nha. Thì đầu tiên mình cho dầu vào chảo nè. Dầu này là dầu tỏi á mọi người, cho nên nó thơm sẵn rồi. Mình cho vào cái mình cho thịt chay vô mình khử trước nha. Thì mình sẽ cho vô đây là dầu hào nha mọi người, đặng mình nêm trước á. Thì những món cha món xào thì mình hay nêm dầu hào lắm. Mình chỉ nêm dầu hào không là mình thấy vừa ăn rồi mọi người ơi. Thì mình xào qua xào lại cho nó săn rồi mình sẽ cho đậu que và vỏ dưa hấu vào luôn nha. Mình cũng có dùng những cái ớt của bên hàng này để xào á người. Khi lột qua đi thịt chua đó mình cũng để dùng xào đi nha. Thì nguyên liệu mình đã để vô hết thì mình xào qua xào lại nha. Thì nào xào đến chín thôi nha người. Người muốn nhanh thì người sẽ đậy nắp lại mà cái phút gì đó là mình dở ra cũng được, mình xào cũng vậy cũng được nữa. Mình xào cái giữa lửa lớn đó, thì rau mình nó mới xâm được nha người. Bây giờ mình sẽ nêm thêm phần này nữa nha, người ta nãy mình nêm chỉ là nêm thịt chay đó. Giờ mình cho thêm dầu hào luôn nữa. Rồi lúc này mình nêm nếm theo khẩu vị của gia đình mình nè. Giờ thịt chay và rau cải rồi nó cũng gần chín đây nè. Bây giờ mình sẽ cho một ít hành ngò vào trước nữa nha. Giờ để gia vị chuẩn bị ăn cơm thôi mọi người ơi. Bây giờ đã chín rồi đó. Giờ mình cho ra dĩa nè. Mình sẽ để thêm ớt nữa và hành ngò lên trên nữa nha. Và tiêu luôn, mình cũng gắt tiêu lên luôn. Và cuối cùng mình cho hành phi lên nữa nha mọi người. Chưa chưa mà nhau thơm bát ngát luôn đó. Thì mình đã làm xong rồi nè mọi người, xin mời mọi người cùng ăn với mình nha. À, chấm với nước mắm chua ngọt nữa ăn bá cháy luôn mọi người. Đậu thì giòn sực sực vậy đó, còn vỏ dưa hấu thì ngọt ngay mà cũng giòn nữa. Làm ăn đơn giản thôi mọi người. Xin cảm ơn mọi người đã xem hết video nha.